Thưa quý vị, trong cuộc họp báo mới đây, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, sau những chỉ đạo rất quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ cũng như của tổ công tác, đến nay bước đầu đã cơ bản tháo gỡ được những vướng mắc về mặt pháp lý cho các dự án bất động sản. Vậy từ nay tới cuối năm, triển vọng thị trường bất động sản sẽ như thế nào và các yếu tố nào sẽ thúc đẩy các giao dịch? Ghi nhận từ thị trường của phóng viên VTV Money. Trong các tháng vừa qua, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản đã làm việc với các địa phương, ra soát 180 dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, 170 dự án tại Hà Nội, Đà Nẵng là 75 dự án. Trong đó có một số dự án lớn tác động trực tiếp tới nhiều nhà đầu tư trên thị trường. Chủ yếu là thuộc thẩm quyền của các địa phương phải giải quyết. Do đó là tổ công tác đang rất là tích cực ra soát cùng với các địa phương để tháo gỡ, tránh những cái lãng phí. Như hiện nay chúng ta đang thấy rất nhiều dự án đang phải dừng thi công. Thực hiện những chỉ đạo của Chính phủ thì làm việc với cả Đồng Nai thì cũng liên quan đến 7 cái dự án, liên quan đến tập đoàn của Novaland, rồi Hưng Thịnh, rồi là tập đoàn của Đức, vân vân. Đây là những cái dự án cũng đã được trao đổi và cũng đã tháo gỡ ngay cùng với cả Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch tỉnh cũng đã trực tiếp làm việc để tháo gỡ. Và trên cơ sở làm việc thì tỉnh cũng sẽ triển khai để có rà soát tiếp và làm rõ những cái nội dung này. Tôi rất là mong muốn các đơn vị ban ngành nhanh chóng ban hành các cái văn bản hướng dẫn cách cụ thể cho các từng địa phương, bởi vì là chúng ta cũng đang thấy rằng là cái vướng mắc khi mà chúng ta ban hành chung thì có rất nhiều các địa phương có những cái quan điểm khác nhau trong cái cách nhìn nhận. Một diễn biến khác cũng đang được thị trường bất động sản hết sức quan tâm, đó là từ tháng 5, lãi suất huy động của các ngân hàng tiếp tục có xu hướng giảm. Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần có thị phần lớn áp dụng mức lãi suất huy động phổ biến quanh mức 8% một năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó, nhóm 4 ngân hàng lớn gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank duy trì mức lãi suất tiền gửi 12 tháng ở mức 7,2% một năm. Tôi đánh giá rất cao về cái yếu tố sự tham gia quyết liệt của chính phủ trong lần này. Thì tôi nghĩ rằng là cái yếu tố mà giảm được lãi suất huy động này là cơ sở để là giảm lãi suất cho vay. Thì khi nào lãi suất được giảm, tiếp tục có lộ trình giảm rõ ràng thì và dòng tiền ở trong xã hội được khơi thông, thì lúc đó là rõ ràng là thị trường là sẽ ở vào cái ngưỡng là đi vào guồng của sự phục hồi mạnh mẽ. Vốn pháp lý đang là hai nút thắt lớn nhất trên thị trường bất động sản. Ghi nhận từ thị trường cho thấy các giao dịch mua bán vẫn đang diễn ra túc tắc tại phân khúc nhà để ở thật như chung cư, nhà đất thổ cư giá hợp lý. Một khi hai nút thắt kể trên được tháo gỡ mạnh mẽ, thị trường sẽ có triển vọng phục hồi dần dần trong 6 tháng cuối năm.